Quán Tiến Đông vui quá, bữa đi ngang lần á. Thì bán có gì ta? Phở 83 xin chào. À có bò viên, có bò kho. Dạ, chào anh. Dạ, thấy anh Dạ, hôm bữa đi về. Sáng nay mình trên đường mình đi, kính chào quý vị khán giả. Sáng nay mình trên đường mình đi về Hậu Giang. Thì tranh thủ ghé qua Mỹ Tho, tính ghé thăm cái ngoại hai bán cái cơm chiên á. Để tiếp tục thuyết phục ngoại làm tiếng rau, nhưng mà cuối cùng là nghe nói ngoại đi lên phường để lãnh cái tiền hưu, không phải tiền hưu mà tiền chắc là tiền cho những người cao tuổi á. Thành ra là thôi mình đi kiếm một cái quán ăn, mà hôm trước cũng đó mình cũng đi ngang đây, mình cũng có thấy cái quán này buổi sáng đông vui lắm luôn. Mình thấy mà không biết quán bán gì, bữa nay mới biết là đây là bán phở này, bán bò viên. Phở không? Phở bò kho thì không? Dạ. Phở 83, ôi trời ơi. Trời ơi, bà chủ cười tươi quá trời tươi luôn. Một trái tỷ đây đi, cái trứng không phải. Miếng thịt bò tươi ra đói luôn nè, wow. Đậm anh cho ơi. À nhưng mà mình bán phở hả? Có đâu quán hủ tiếu hả chị? Dạ không anh. À phở. Ủa sao thấy sợi nó giống sợi hủ tiếu vậy? Dạ cái đó là bánh hủ tiếu. Bánh tươi anh muốn ăn bánh nào? Ồ. Ở đây tại vì đa số ăn bánh hủ tiếu. Sài Gòn thì hay ăn bánh tươi, anh ăn bánh tươi thì em làm bánh tươi. À. Dạ, có còn bánh tươi nào? Mà đâu có làm khô đúng không? Không, ăn không ăn tiêu không? Tiêu không? Anh ăn khô thì. Thôi chờ từ từ, gì đó phở bò viên đi, phở bò viên nhà làm đi. Thái bò viên nha, thái bò viên. Dạ. Anh ăn bánh gì á? Dạ. Anh ăn bánh sợi nào? Bánh tươi hay là bánh hủ tiếu? Đưa ổn mì đi. Bây giờ đây ăn bánh hủ tiếu đi. Ba ăn bánh bình thường đi. Bánh hủ tiếu đi cho biết ha. À bánh hủ tiếu. Đúng rồi, ở trên kia ăn bánh tươi, con này bánh hủ tiếu rồi đúng không? Đúng rồi. À, phở mà bánh hủ tiếu nha bà con. Đúng rồi. Ở đây ăn bánh tươi là phải dặn, người đa số ăn hủ tiếu. Ủa sao đặt tên phở 83 vậy? Dạ, bán hồi năm 83. Hay ha, 40 năm rồi. Dạ. Ôi, 40 năm là lúc mà chắc chị còn chắc nhỏ xíu luôn á. Là từ đời mẹ, từ đời chắc mẹ quá. À bác kìa. Là bác đang đi ra hả, phải không? Bà bác đang sắp bác sau này bà bác đi Mỹ. Ồ. Oh, dạ. Yeah. Bác là bác kêu bác. Phở 83 à. Ở đây là số 44A đường Quỳnh Trịnh Của. Phường 7, thành phố Mỹ Tho nha bà con mình. Hôm trước là mình có đi về, hôm nay là mình trên đường mình đi về. Quên nãy giờ quên chào quý khán giả luôn. Dạ kính chào quý vị khán giả. À, sáng nay thì Coleman đang tranh thủ đi về Hậu Giang để đây, em làm liền nè. Có công việc, mình cũng tính tranh thủ ghé Mỹ Tho để thăm cái cô, cái bà ngoại 90 mấy rồi, gần 90 tuổi bán cơm chiên, để thuyết phục ngoại làm một tập tiếng rau. Nhưng mà rất tiếc là nãy tới là ngoại đi lên phường để lãnh cái tiền trợ cấp người cao tuổi rồi. Thành ra thôi mình tranh thủ mình qua cái quán này, bữa mình đi ngang thấy đông quá mình chưa có vô được. Quán phở 83. Rồi làm đón chưa về trước đi cho xong rồi nấu cho anh. Rồi, ngồi đây vừa đẹp. Thôi. Bạn là 10 phút đi, 10 phút. Dạ dạ dạ. Trời ơi, coi cái tô này chất lượng chưa bà con mình. Ôi ôi. Có cái chén đó, có cái chén. Đây nè. Phải chụp một tấm hình thôi. Trời ơi. Phải chụp một tấm hình. Hôm trước là xuống quay cái hoàn cảnh của cái ngoại bán cơm. Đó thì xong sau đó quay xong là cả mình mới đâu mình di chuyển thì mình đi ngang chỗ này mình thấy ủa sao cái chỗ này đông vậy, đông vui vậy. Đó thì mới phát hiện ra là đây có một cái quán mà nhìn không kịp, không biết là quán bán cái gì luôn. Là bữa nay lại ghé thăm ngoại nữa mà bữa nay mặc đúng áo màu đỏ luôn, lạ thiệt luôn. Trời. Mà tự nhiên mặc áo màu đỏ này đi quay tiếng rau rồi nó thuận lợi gì đâu. Trời, phở mà bánh hủ tiếu nha. Ngon không? Nước bò kho ngon quá hả? Ồ, thấy cái
Nước nước bò kho ngon quá. Anh ơi cho em một chén bò kho nhỏ đi anh. Cho em chén bò kho nhỏ luôn anh. Trời ơi. Đứng túi này đang luôn. Cho em một chén bò kho nhỏ nhỏ hơn vậy nè. Vậy là nghe nó nói khen cái nước bò kho ngon quá, ăn thử. Dạ xin lỗi quý khán giả nha. Mình bởi cái tật mình nó vậy nên mình hay bị chửi là vậy á. Ăn con mắt bự to, cái bụng chưa ăn là bà bắt đầu là rồi giờ phải thử cái nước trước nghe. Đó. Cực ngon luôn. Dạ. Thường đi về miền Tây mà ăn phở là phở nó hơi ngọt. Nhưng mà ở đây thì phở nó không có bị ngọt. Đó mà thích nhất là nhìn trên bày nè, ô nguyên một cái viền xếp. Tôi chưa ăn cái tô phở bò viên đâu mà xếp kiểu đẹp vậy luôn á. Giống như cái bạc đàn. Phở bò viên bạc đàn. Không biết tại có chụp được chưa, không biết đó. Coi lại coi chụp ra bạc đàn không. Xin lỗi nha bà con chờ mình. Rồi phở bò viên bạc đàn đúng rồi, coi. Rồi bây giờ bởi đâu phải ngẫu nhiên mà cái quán người ta đông đâu, thường là người ta nói những cái quán đông là thường là quán ngon thì mình thấy cũng đúng đó, tại vì những cái quán mà đã nó đông là nó đã được xác tín rồi. Cái hai nữa là những cái quán mà lâu đời như cái quán phở 83 xin chào này á, là 41 năm rồi đâu có bình thường. Đây đó, ăn phở và sợi hủ tiếu đỉnh chưa? Đó, chúng ta đã rất là quen thuộc với bánh phở mềm, bánh phở tươi. Ở tất cả quán phở thì hôm nay chúng ta sẽ được ăn một cái món phở mà bánh phở và sợi hủ tiếu ở Mỹ Tho. Rất lạ miệng luôn. Nước lèo phở mà xài sợi hủ tiếu. Rồi giờ đây cái bò viên nè, bò viên nhà làm. Mình rất là thích mấy cái chỗ mà bán bò viên mà cái viên nó nhỏ vậy, nó ăn vừa đủ luôn, không cần phải cắt ra. Cắn ngập vô giữa hàm hai răng, thực sự giòn giòn. Có miếng tái, có miếng cả một miếng này hành tưởng gần. Rồi thấy bò kho hấp dẫn quá. Giờ tôi với mình tin chắc là những bà quý bà con nào mà ở Mỹ Tho lâu năm chắc sẽ biết cái quán này. 44 Huỳnh Tịnh Của, phường 7, thành phố mình Mỹ Tho. Có vỉa hè rộng lắm, buổi sáng ngồi dã lắm. Cái gì? Hết bò kho luôn hả? Hết rồi. Trời ơi, đau đớn. Đây, cho mượn cái tô cho người ta dòm, để món cái gì người ta gọi chứ không biết sao được. Đây nè bà con, mình nhìn được không? Nhìn cái màu thôi nè. Ôi ôi, vậy sao giờ? Trời ơi, tính năng bò kho luôn, tội nghiệp bạn bé quay phim nè, tính năng bò kho luôn. Nè thôi trả nè, chấm miếng rồi trả lại nè. Đó. Anh em tụi tôi, bạn bè tụi tôi ăn uống vậy nha, đừng chửi tụi tôi nha, khổ quá. Rồi. Có hỏi gì?
Bà về hả? Nói mình xuống mình ghé thăm bà, đi vô nhà bà chơi thăm bà chút, để theo lời yêu cầu của khán giả. Vậy khán giả yêu cầu quá mình phải quyết liệt. Và lần này nếu mình không có thuyết phục được ngoại thì bà con mình cũng thông cảm giùm nha. Hoặc là mình sẽ làm một cái tập tiếng rau mà nó rất là đặc biệt, tức là không có bán nhiều, bán đúng con nồi thôi. Và cũng không, ngoại cũng không biết là mình đang làm tiếng rau luôn. Mình đang nghĩ vậy đó, bà con mình thấy sao? Sáng ra cái ngoại bán, mình xuất hiện lúc đó khoảng 5 giờ sáng mình ngồi đó mình bán, và gọi điện thoại rồi. Nhưng bà con mình, những người ủng hộ từ xa cho ngoại thì chắc ngoại không biết thì ngoại sẽ ok. Bỏ ngon quá. Nói vậy thôi, cái phở vẫn ngon nha. Bún bò cũng ngon, mình nhưng mà phở, mình thấy phở ngon. Đặc biệt nhất là cái bò viên. Bò viên nhà làm siêu ngon. Cái vị nó rất là vừa ăn luôn, thiệt luôn. Nãy mình chưa xem nước mắm nữa, xem thử miếng nước mắm của nó làm sao nha. Chứ thôi. Đó. Nó có thơm lên không? Đó là sự vi diệu của nước mắm. Chỉ cần nhiễu vài giọt nước mắm vô trong một cái bất kỳ một cái món ăn nào, đặc biệt là các món ăn có nước lèo của Việt Nam mình, là lập tức nó dậy cái mùi lên. Khác biệt lắm. Không biết tô nhiều luôn, nãy chưa hỏi nhưng mà thấy tô rất chất lượng luôn. Nó bò nãy tôi đã đói, bà con mình thấy rồi ha. Bình thường mình hay ăn bò chín, bữa nay mình ăn bò tái là hiểu không? Rồi, coi mình thường kết lại video này tại đây nha, để bạn quay phim ăn nha. Đó. Thêm một quán ngon nữa ở Mỹ Tho. Phở 83 xin chào. Nhưng nhớ ăn thử bánh hủ tiếu nha bà con mình. Dạ. Bò viên hoặc bò kho. Và mình nghĩ là bò viên là có một cái rất là đặc biệt, bởi nó là công thức gia truyền. Rồi bên kia húp rột rột này, thấy chưa, dữ hoàng quá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.